Thưa quý khán giả, công tác quốc phòng quân sự địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, một mặt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, một mặt góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội địa phương. Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, đi đôi với thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, công tác quốc phòng quân sự địa phương luôn được huyện miền núi Tri Tôn chú trọng, trong đó nổi bật là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ về tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ học vấn, chính trị, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cũng như của các ngành địa phương. Bám sát chỉ tiêu phân bổ hàng năm với sự chỉ đạo của huyện ủy, cơ quan quân sự từ huyện đến xã thị trấn và các hội đoàn thể cùng phối hợp thực hiện, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm của huyện Tri Tôn luôn đạt 100%. Theo Trung tá Lý Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tri Tôn, những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện luôn chủ động tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện xây dựng đầy đủ các kế hoạch, văn bản hướng dẫn theo đúng chỉ đạo của các cấp, đảm bảo sát tình hình thực tiễn của địa phương, đặc biệt là phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, cơ quan quân sự cấp xã và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ địa phương và người có uy tín trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện là tốt cái công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ cũng như là công tác tuyên truyền vận động đó là gia đình và thanh niên thực hiện tốt cái công tác nghĩa vụ quân sự là trong những năm qua, cho nên đó là công tác tuyển quân thì là trong những năm qua đều là đạt chỉ tiêu của ủy ban dân tỉnh cũng như là của bộ chỉ huy sự tỉnh giao chỉ tiêu cho huyện. Nhờ chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên đối với các gia đình có thanh niên nhập ngũ, ý thức thanh niên trên địa bàn huyện cũng như các gia đình có con em thi hành nghĩa vụ quân sự được nâng lên. Em muốn có trải nghiệm từ môi trường nghĩa vụ quân sự để rèn luyện bản thân, nâng cao sức khỏe, lại có kỷ luật, sống có kỷ luật xíu. Em muốn từ cái môi trường kỷ luật sắt của quân đội để sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Tại con mình cũng lớn rồi ví dụ như mà cái nhà nước mà có yêu cầu mà con em mình đi phục vụ cho đất nước thì ở đây em sẵn sàng cho đi. Chứ không có là cản trở gì hết. Thì cũng muốn cho con mình nó tốt hơn, rồi nó có tương lai. Tuy tình hình thực tế tại địa phương vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác gọi công dân nhập ngũ, và để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt về số lượng cũng như chất lượng, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện luôn chú trọng và thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự cho đến quản lý điều tra, xét duyệt thực lực, sẵn sàng nhập ngũ, cũng như công tác khám sức khỏe, thâm nhập cơ sở, chốt quân số và phát lệnh cho thanh niên. Trong năm 2023 này thì cũng vẫn là tiếp tục thực hiện theo quy trình là các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Thì tổng số điều khám trong năm nay là 954 thanh niên. Thì cái kết quả đạt được là 262 thanh niên đạt loại 1 tới loại 3. Thì sau khi là khám sàng lọc lại là còn là 165 thanh niên để là giao đảm bảo giao là 106 thanh niên. Thì là đến giờ phút này thì là về công tác tuyển quân đối với huyện Tri Tôn thì là cũng đã hoàn chỉnh. Với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với việc triển khai thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, nên những năm qua, huyện Tri Tôn luôn hoàn thành công tác giao quân, đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu trên giao. Đối với năm 2023, huyện tiếp tục chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên, tạo nguồn phát triển đảng cho thanh niên nhập ngũ, tạo động lực để công dân tích cực tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ tổ quốc. Với những cách làm hiệu quả thiết thực, đến nay Ban Chỉ huy quân sự huyện Tri Tôn đã tổ chức khám sức khỏe, tuyển chọn công dân nhập ngũ đủ 100% chỉ tiêu chính thức và dự bị để sẵn sàng giao quân cho các đơn vị. Sự kiện này sẽ được trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình An Giang vào lúc 7 giờ sáng ngày 9 tháng 2 năm 2023.